chào tất cả các bậc phụ huynh, thân chào các em học sinh đã đến với chương trình môn toán lớp 2. Cô tên là Lương Thị Phương Thanh, giáo viên trường tiểu học Phú Cát, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi lại điệp tiếp tục đồng hành cùng các em trong mục tiệc học toán. Để tiết học này đạt hiệu quả, như thường lệ, các em cần chuẩn bị đầy đủ các nội dung học tập cho mình. Bây giờ, hãy cùng cô kiểm tra lại nào. Đó là vở ghi bài vở nháp bút mực thửa kẻ bộ đồ dùng học toán đặc biệt các em cần lưu ý tư thế ngồi học khi ngồi học cần ngồi học ngay ngắn nơi có đầy đủ ánh sáng tập trung nghe giảng và tích cực thực hiện các yêu cầu của bài học các em đã sẵn sàng chưa nào cô chúc các em sẽ có một tiết học thật vui vẻ và thoải mái để bắt đầu cho tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khởi động với một trò chơi, trò chơi có tên là Xây nhà cùng heo con. Các em ạ, à, có ba chủ heo con là chủ heo cả, chủ heo thứ hai và chủ heo ủ. Mỗi chủ heo đang có ý định xây một ngôi nhà cho mình. Chủ heo cả thì nghĩ đến một ngôi nhà bằng rơm. Chủ heo thứ hai thì nghĩ đến một ngôi nhà bằng gỗ con chủ heo ủ thì muốn xây một ngôi nhà bằng gạch thực vững chắc. Để có vật liệu xây ngôi nhà của mình, một chủ heo phải vượt qua một thử thách. Bây giờ, các em hãy giúp các chủ heo vượt qua thử thách của mình nào. Chúng ta hãy đến với thử thách của chủ heo đầu tiên. Tỉnh nhầm 2 x 4 bằng mấy? 2 x 7 bằng mấy? Các em hãy nhầm và tìm câu trả lời nào. Rất nhanh, các em đã có kết quả rồi đúng không nào? Ở đây, 2 x 4 và 2 x 7 đều là những phép nhân trong bài nhân 2. Bằng cách nhỏng, ta có kết quả như sau. 2 x 4 bằng 8. 2 x 7 bằng 14. Như vậy, chủ heo đầu tiên đã tìm thấy vật liệu để xây ngôi nhà cho mình. Bây giờ, chúng ta hãy đến với thử thách của chủ heo thứ hai. Có 10 quả táo chia đều vào hai đĩa, mỗi đĩa có 5 quả táo, ta có phép chia nào? Các em hãy suy nghĩ rồi đọc phép tình cho bố mẹ cùng nhé. Đây chính là 10 quả táo. Cô sẽ chia 10 quả táo này vào hai đĩa. Mỗi đĩa có 5 quả táo. Như vậy ta sẽ có phép chia. 10 chia 2 bằng 5. Xin chúc mừng chủ heo thứ hai đã vượt qua được thử thách và đã tìm thấy những khúc gỗ thực to để xây ngôi nhà cho mình. Vậy thử thách của chủ heo cuối cùng là gì? Cho phép nhân viết hai phép chia tương ứng. Ở đây, cô có phép nhân 2 x 3 bằng 6. Từ phép nhân này, các em có thể viết được hai phép chia nắm. Các em hãy viết vào bảng con hoặc vào vở của mình. các em đã viết được những phép thế nào? Ở đây, 2 x 3 bằng 6. 2 được gọi là thừa số. 3 được gọi là thừa số. Và 6 được gọi là tích. Dựa vào những kiến thức đã được học, ta biết rằng khi lấy tích chia cho thừa số này, ta sẽ được thừa số kia. Vậy ở đây, cô có thể viết được hai phép chia tương ứng. Đó là 6 chia 2 bằng 3 và 6 chia 3 bằng 2 Như vậy chủ heo cuối cùng cũng đã tìm thấy vực liều xây ngôi nhà cho mình Các em à Như vậy các chủ heo đã vượt qua được tất cả các thử thách và đã xây được ngôi nhà mơ ước cho mình Các chủ heo cảm thấy rất vui và muốn gửi lời cảm ơn đến các em Như vậy, vừa rồi, khởi đồng cùng các kiểu heo, các em đã được ôn lại về phép nhân, phép chia, mối liên hệ giữa phép nhân và phép chia. Vậy, trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng mối liên hệ ấy như thế nào? Cô mời các em cùng tìm hiểu qua bài 60. Bạn chia 2, tiết 1. Khi học bài này, các em sẽ tìm được kết quả các phép tính trong bảng chia 2 và lập bảng chia 2. Tiếp đó, các em sẽ vận dụng bảng chia 2 để tính nhầm và giải quyết một số tình huống gắn với thực tiễn. Đồng thời, qua đó, tiếp tục phát triển các năng lực toán học cho mình. Nào, bây giờ, cô mời các em quan sát lên màn hình. Ở đây, cô có, có một bức tranh. Các em hãy quan sát tranh rồi nói cho bố mẹ biết các em nhìn thấy gì trong tranh nào? Trong tranh là hình ảnh của một bạn trai và một bạn gái. Trên bàn là các thẻ chầm tròn và bạn gái đang suy nghĩ về kết quả của phép tính 8 chia 2 bằng mấy. Bây giờ chúng ta hãy giúp bạn gái nào. Các em hãy quan sát rồi nói cho bố mẹ hoặc người thân của mình được biết. Ở đây có tất cả mấy chấm tròn. Quan sát ta thấy trên bàn có tất cả 8 chấm tròn. Vậy có 8 chấm tròn, mỗi thẻ có 2 chấm tròn, ta có mỹ tấm thẻ như thế? À, ở đây có 8 chấm tròn. Mỗi thẻ có 2 chấm tròn, ta có 4 tấm thẻ như thế. Vậy, 8 chia 2 bằng 4. Ở đây, bạn trai còn có cách tìm kết quả của phép tính 8 chia 2 như sau. Bạn trai nói rằng mỗi tấm thẻ có 2 chấm tròn. Có 4 tấm thẻ như thế. Như vậy, 2 được lấy 4 lần ta có phép nhân 2 nhân 4 bằng 8. Vậy, dựa vào kiến thức đã được học từ phép nhân ta có thể viết được hai phép chia tương ứng. Vậy, từ phép nhân 2 nhân 4 bằng 8 các em có thể viết được phép chia nào cho hai? Hãy cùng suy nghĩ và đọc phép tình đó cho bố mẹ cùng nghe. À, đúng rồi, tư phép nhân 2 nhân 4 bằng 8, ta viết được một phép chia cho 2, đó là 8 chia 2 bằng 4. Như vậy, ở đây, bạn trai đã dựa vào phép nhân 2 nhân 4 để tìm được kết quả của phép chia 8 chia 2. Tương tự như cách làm của bạn, về với phép nhân 2 nhân 5 bằng 10, các em có thể viết được phép chia nào cho 2? À rất dễ phải không nào? Từ phép nhân 2 x 5 bằng 10 ta có thể viết được một phép chia cho 2 đó là 10 chia 2 bằng 5 Em ạ, à, 8 chia 2 bằng 4 và 10 chia 2 bằng 5 đều là những phép chia trong bản chia 2 Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dựa vào bản nhân 2 để lập bản chia 2 đây chính là bảng nhân 2 các em đã được học. Tư phép nhân 2 nhân 1 bằng 2. Các em có thể viết được phép chia nào cho 2? Hãy cùng suy nghĩ. Ở đây ta có thể viết được một phép chia cho 2 đó là 2 chia 2 bằng 1. Còn với phép nhân 2 nhân 2 bằng 4, ta viết được phép chia 4 chia 2 bằng 2. Vậy với phép nhân 2 nhân 3 bằng 6, các em có thể viết được phép chia nào? À, ở đây ta có thể viết được hai phép chia, trong đó có một phép chia cho 2, đó là phép chia 6 chia 2 bằng 3. Tương tự như vậy bây giờ các em hãy dựa vào các phép nhân còn lại để viết tiếp bản chia hai vào vợ của mình rồi nhờ bố mẹ kiểm tra kết quả nào bây giờ hãy cùng cô hoàn chỉnh bản chia hai nhé từ phép nhân 2 nhân 4 bằng 8. 8 việc được phép chia. 8 chia 2 bằng 4. 10 chia 2 bằng 5. Tiếp theo là phép chia. 12 chia 2 bằng 6. 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. 18 chia 2 bằng 9. Và cuối cùng là phép chia 20 chia 2 bằng 10. Như vậy, vừa rồi, cô trò chúng ta đã dựa vào bản nhân 2 để lập bản chia 2. Ngoài cách này, các em có thể tìm kết quả của các phép tính bằng cách thao tác trên các vật thực. Đây chính là bản chia 2 mà cô trò chúng ta vừa lập được. Bây giờ các em hãy quan sát. bảng chia hai rồi nói cho bố mẹ biết. Các em có nhận xét gì về các số đầu tiên trong bảng chia hai này? Quan sát ta thấy các số đầu tiên trong bảng chia 2 là những số được điểm thêm 2 từ 2 cho đến 20. Vậy kết quả của các phép chia này thì như thế nào? À, kết quả của các phép chia này là các số tự nhiên liên tiếp từ 1 cho đến 10. Các em hãy ghi nhớ những điều này để chúng ta có thể học thuộc bản chia một cách dễ dàng khi học bản chia hai này các em có thể đọc theo thứ từ từ trên xuống dưới hoặc chúng ta có thể đọc ngược lại từ dưới lên trên nào bây giờ hãy cùng cô thử tài ghi nhớ ở đây Kết quả của các phép chia trong bảng chia 2 đã được che bởi các ô trống. Các em hãy đọc các kết quả đó cho bố mẹ cùng nghe nào. Cô mời các em đọc kết quả cung cố. 2 chia 2 bằng mấy? Rất dễ phải không? 2 chia 2 bằng 1. 4 chia 2 bằng 2. 6 chia 2 bằng 3. Vậy 8 chia 2 bằng mấy? À, 8 chia 2 bằng 4. 10 chia 2 bằng 5. 12 chia 2 bằng 6. 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. 18 chia 2 bằng 9. Và 20 chia 2 bằng 10. Bây giờ cô sẽ có thử thách khó hơn cho các em, đó là cô sẽ che khuất các số bất kỳ trong bảng chia này. Vậy các số đó là các số nào? Các em hãy suy nghĩ rồi đi kết quả. Nào, hãy đọc cùng cô các số được che khuất nào. 2 chia 2 bằng mấy? À, chắc chắn rồi. 2 chia 2 bằng 1. 4 chia 2 bằng 2. Vậy 7 chia 2 bằng 3? À, ở đây ta có 6 chia 2 bằng 3. 8 chia 2 bằng 4. Vậy 10 chia 2 sẽ bằng mấy nào? À, rất dễ đúng không? 10 chia 2 bằng 5. 12 chia 2 bằng 6. Vậy số nào chia 2 thì bằng 7? Ở đây, bằng cách điểm thêm 2 từ 12 ta biết được 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. Và cuối cùng, số nào chia 2 thì bằng 10? À, đó là 20 chia 2 bằng 10. Các em ạ, à, như vậy vừa rồi chúng ta đã vừa lập và ghi nhớ bảng chia 2. Bây giờ cô cho chúng ta hãy cùng nhau vận vâng dụng bảng chia 2 vào thực hành luyện tập. Cô mời các em cùng đến với bài tập đầu tiên. Hãy đọc to bài tập này cùng cô nào. một Tỉnh nhầm Ở đây cô có chín phép tính chia làm ba cổ và mỗi cổ có ba phép tính đây đều là những phép chia trong bản chia hai bây giờ vận dụng bản chia vừa được học các em hãy tin kết quả của các phép chia này rồi hoàn thiện bài tập vào vở cô mời các em làm bài. Cô nghĩ các em đã hoàn thành bài tập của mình. Bây giờ hãy quan sát lên màn hình và cùng cô kiểm tra kết quả. Chúng ta sẽ thực hiện ba phép tính ở cột đầu tiên. 4 chia 2 bằng mấy? À, 4 chia 2 bằng 2. 6 chia 2 bằng 3. Vậy 12 chia 2 bằng mấy nào? À 12 chia 2 bằng 6. Bây giờ hãy đến với các phép tính ở cô thứ hai nào 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. Và ở đây, 10 chia 2 các em có kết quả là mấy năm? À, ở đây ta có kết quả 10 chia 2 bằng 5. Như vậy, vừa rồi chúng ta đã tìm được kết quả của hai cột đầu tiên. Bây giờ, hãy cùng cô đến với các phép tính ở cột tiếp theo nào. 18 chia 2 bằng mấy các em? À, 18 chia 2 bằng 9. 2 chia 2, rất dễ. 2 chia 2 bằng 1. Và cuối cùng là phép kia. 20 chia 2 10. Như vậy, vừa rồi, chúng ta đã tìm được kết quả của các phép tính trong bài tập 1. Vậy, bạn nào có kết quả bài làm giống như kết quả của cô nắng? Cô xin dành lời khen cho những bạn đã có kết quả đúng. Như vậy là các em đã ghi nhớ được bài chia 2 rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vận dụng bài chia 2 vào thực hiện bài tập tiếp theo, bài tập 2. Mời các em đọc yêu cầu của bài tập cùng cô. Bài 2. Tỉnh theo mẫu. 10 kg chia 2. 14 kg chia 2. 18 cm chia 2. 20 dm chia 2. 16 lít chia 2. Và 12 lít chia 2. Ở bài tập này, chúng ta có 3 cột và ở đây mỗi cột có hai phép tính. Vậy các em thấy các phép tính này có điều gì đặc biệt không nào? À đúng rồi, các phép tính này đều là các phép chia trong bảng chia 2 có kèm đơn vị đo. Vậy khi thực hiện các phép tính chia có kèm đơn vị đo, ta sẽ thực hiện như thế nào? Cô mời các em quan sát lên màn hình và lắng nghe cô hướng dẫn. Ở đây cô có phép tính 8 lít chia 2. Vậy để tìm được kết quả của phép tính này, ta sẽ thực hiện chia như cách đã học, lấy 8 chia 2. Vậy 8 chia 2 bằng mấy? À, ở đây 8 chia 2 bằng 4. Sau đó, chúng ta sẽ viết đơn vị ở sau kết quả. Ở đây Đơn vị là lít nên cô sẽ viết lít sau kết quả. 8 lít chia 2 bằng 4 lít. Các em đã hiểu cách làm chưa nào? Bây giờ các em hãy dựa vào phép tính màu để thực hiện các phép tính còn lại vào vở của mình. các em đã hoàn thành bài tập của mình chứ nào? Bây giờ hãy quan sạc lên màn hình đổi chiều kết quả bài làm của mình với kết quả bài làm của cô xem đã đúng chưa nhé. Chúng ta sẽ thực hiện hai phép tính ở cột đầu tiên. 10 kg chia 2 và 14 kg chia 2. Ở hai phép chia này các em thấy đơn vị đo là gì nào? À, đó là đơn vị kg một đơn vị đo khối lượng. Với phép tính 10 kg chia 2, ta sẽ thực hiện như sau. Lấy 10 chia 2 bằng 5. Sau đó sẽ viết đơn vị kg ở sau kết quả. Như vậy, 10 kg chia 2 bằng 5 kg. Tương tự như vậy, với phép chia 14 kg chia 2, ta lấy 14 chia 2 14 chia 2 bằng mấy nào? À, 14 chia 2 bằng 7. 7 kg. Như vậy 14 kg chia 2 bằng 7 kg. Hãy cùng cô đến với hai phép tính tiếp theo nhé. Các em thấy ở hai phép tính này có đơn vị là gì? Đúng rồi, ở đây đơn vị là cm và decimet, các đơn vị đo độ dài. Chúng ta hãy thực hiện phép tính đầu tiên. 18 cm chia 2. Ở đây cô lấy 18 chia 2 bằng 9, sau đó viết cm ở sau kết quả. Vậy với phép chia 20 dm chia 2, các em có kết quả là mấy ngóc? À, đúng rồi, 20 dm chia 2 bằng 10 dm. Như vậy, chúng ta đã thực hiện được bụng phép tính. Bây giờ, hãy cùng cô đến với hai phép tính cuối cùng. 16 lít chia 2 và 12 lít chia 2. Ở đây là hai phép tính có đơn vị đo là lít. Đây là đơn vị đo dung tích. Để tìm kết quả của hai phép tính này, ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên, với phép tỉnh 16 lít chia 2. Các em sẽ lấy 16 chia 2. Vậy 16 chia 2 bằng mấy nào? 16 chia 2 bằng 8. Và ta viết đơn vị lít sau kết quả. Tương tự như vậy, với phép chia 12 lít chia 2 các em có kết quả là mấy năm? À, ta có kết quả 12 lít chia 2 bằng 6 lít. Như vậy, qua bài tập 2, các em lưu ý, khi thực hiện các phép tính chia có kèm đơn vị đo, các em nhớ việc đơn vị đo kèm sau kết quả. Như vậy, Bài tập 2 cũng là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Trước khi kết thúc tiết học, các em hãy nói cho bố mẹ biết, trong tiết học ngày hôm nay các em đã học được những gì. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã tìm được kết quả của các phép chia 2 và lập được bảng chia 2. Ở nhà các em cố gắng học thuộc bảng chia 2 để có thể vận dụng vào thực hiện các bài tập ở tiết học tiếp theo và có thể vận dụng vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn tiết học của cô đến đây là kết thúc cô chào và hẹn gặp lại tất cả các em ở các tiết học tiếp theo